Thực sự bản chất của vô thường là khổ hay vô thường chỉ khổ đối với tâm người chưa giác ngộ. Bởi vì các vị A-la-hán khi chưa nhập vào vô dư Niết Bàn qua đời thì họ đã không còn khổ nữa, mặc dù lúc đó vô thường vẫn tồn tại. Nhưng khi họ giác ngộ thì không còn khổ nữa vì nó nữa. Như vậy bản chất của vô thường không phải khổ, mà vì bám chấp và muốn nó phải thường cho nên người ta mới khổ, đúng hay không? Như trong kinh nói, nguyên nhân của khổ là do ái chấp thủ, chứ không nói nguyên nhân của khổ là vô thường. Sư trích một cái đoạn kinh như thế này. Giờ mất công tiền thôi, gõ trực tiếp đi. Sắp B sang sang kha ra nít cha đấy. Sắp B sang kha ra anít cha đấy, có nghĩa là các hành là vô thường. Các hành là vô thường thì cái hành nó là gì? Cái hành nó là gì thì trong đây định nghĩa đây, thứ nhất á, đây một cái đoạn trong chú giải: Ewang pha vino sankhara tí e waru bằng va tí santha ra thăng. Có nghĩa là cái sankhara này đó, cái hành đây đó là các cái sắc, các cái nhóm, các cái tổng hợp của sắc và các cái vấn đề liên quan tới nó. Có nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức á thì nó là hành. Hành đây đang đang nói là nó đó ha. Rồi cái nữa, một cái đoạn khác trong một cái đoạn chú giải khác là Etta cha sankhara tiết chê ta na quá quốc ta, có nghĩa là gọi các cái hành á, thì nó có nghĩa là cái chê ta na đó, có nghĩa là cái sự chủ ý thì nó là hành à. Và đây là trong một cái đoạn sư trích dẫn trong kinh. Dẫn trong kinh của Trung Bộ Kinh: Tăng kinh ma nhã xí a di quế sa na ru pằng nít chăng hòa a nít chăng hòa tí. Có nghĩa là ở đây nè, cái này a di quế sa na, ông hay nghĩ, ông nghĩ như thế nào sắc này đó, nó là thường hay vô thường? A nít chăng phô Gotama là vô thường, thưa ngài Gotama. Văn nè, văn pana nít chăng đúc khăn qua tăng xuất khăn qua tí, có nghĩa là cái gì mà nó là vô thường đó thì nó là khổ hay là lạc? Cái gì là vô thường, là khổ hay là lạc? Thì dương ngài trả lời là đúc khăn phô gồ ta má, có nghĩa là cái gì là vô thường thì cái đó là khổ. Có nghĩa là Đức Phật đang hỏi đó. Tiếp theo là Đức Phật nghĩa là sắc rồi thọ tưởng hành thức, có nghĩa là cái sankhara đó, cái hành ấy, nó là vô thường hay là thường thì nó là vô thường. Cái gì vô thường thì nó là khổ. Còn một câu này sắp B, sắp B Thamma Anatta, có nghĩa là các pháp là vô ngã. Nên hiểu hành nó khác pháp, các hành nó khác với các pháp đó. Như là Niết Bàn là vô ngã, là không phải ngã tất cả các pháp, nhưng mà các cái hành nó lại khác. Nên nhớ hành và pháp là hai cái khác nhau.
đấy. Cho nên nói mà các vị A-la-hán mà chưa có niết bàn mà các ngài không còn khổ nữa là không đúng, tại vì các ngài vẫn còn sắc pháp, vẫn còn sắc pháp, có nghĩa là cái thân sắc của các ngài đó, khi nó bệnh các ngài vẫn còn khổ, nhưng mà các ngài khổ thân chứ các ngài không có khổ tâm, nó khác đó. Sắc pháp là vô thường, cho nên chính các ngài cũng có cái khổ do sự vô thường của các sắc pháp. Ví dụ như khi nó bệnh thì các ngài vẫn vẫn khổ vậy, nhưng mà cái đó là khổ thân chứ các ngài không có khổ tâm. Rồi nói về danh pháp, các cái thọ thì các ngài vẫn có thọ, các ngài vẫn có thọ lạc, thọ hỷ, thọ thọ lạc và thọ khổ, các ngài vẫn có thọ khổ vậy, chứ các ngài không phải là cái khúc gỗ mà các ngài không có thọ khổ. Nhưng mà cái thọ khổ của các ngài nó không phải là thọ khổ về tâm, nó chỉ khổ về thân chứ nó không khổ về tâm ha. Đó, cho nên tất cả những cái gì mà nó vô thường là nó đều đem tới khổ. Các hành là vô thường thì nó đem lại khổ. Nhưng mà nếu mà nói câu là nguyên nhân của khổ là do tham ái chấp thủ chứ không phải nguyên nhân của khổ là vô thường, thì sư đưa ra một ví dụ như thế này. Sư đưa ra một ví dụ như thế này. Khi mà chúng ta nói là ăn cơm thiêu bị đau bụng thì nó có đúng sự thật hay không? Đúng là ăn cơm thiêu bị đau bụng, nhưng mà không có nghĩa là đau bụng là do ăn cơm thiêu, hiểu không? Đau bụng không nhất thiết là do ăn cơm thiêu, đau bụng có thể là do bị loét dạ dày, đau bụng có thể là do bị viêm ruột thừa, mà thậm chí đau bụng là có thể là do ăn phở thiêu cũng cũng đau bụng, ăn cháo thiêu cũng đau bụng, ăn thịt ô thiêu cũng đau bụng. Có nghĩa là đau bụng thì do rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà ăn cơm thiêu là chắc chắn đau bụng. Cũng vậy, khổ do nhiều nguyên nhân, khổ do nhiều nguyên nhân, nhưng mà chắc chắn cái gì vô thường thì cái đó dẫn đến khổ. Mà đối với một vị thực hành mà tứ niệm xứ thì đó sẽ biết được một điều, đó là gì? Các cái thọ lạc, các thọ lạc chẳng qua nó là cái khổ gián tiếp, có nghĩa là sau khi mà chấm dứt cái lạc đó thì nó cũng sẽ dẫn đến khổ. Cho nên chỉ có vị hành giả tứ niệm xứ, vị đó mới nhận ra được sắp bê sankhara dukkha, các anicca, các hành là vô thường. Đấy, các hành là vô thường. Đấy. Thì khi mà vô thường thì nó đem đến khổ. À. Cho nên nếu mà nói mà giác ngộ không khổ nữa đó thì chưa chính xác. Một vị giác ngộ, vị đó vẫn còn khổ thân, nhưng mà vị đó không có khổ tâm. Nha. Yeah.